Trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Chương trình hôm nay trong những dịp mà đầu năm mới của 2024, đặc biệt cũng có sự hiện diện của quý Hòa Thượng Thích Quyền Việt, quý Linh Mục Trần Ngọc Hùng và Mục sư Nguyễn Du Mục Linh. Kính mời quý vị gửi lời chào đến quý thính giả của đài. Dạ, cảm ơn cư sĩ điều họp trong chương trình hôm nay. Kính chào quý ngài, Mục sư Linh Mục. Trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán thính giả của đài Apple TV 21.12. Dạ, kính mời Linh Mục. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Linh Mục Trần Ngọc Hùng. Hôm nay được hân hạnh tiếp chuyện với quý vị trên chương trình của Apple TV 21.12 và hân hạnh chào Hòa Thượng, Mục sư và cư sĩ điều họp chương trình. Dạ, kính mời Mục sư. Dạ, thưa tôi là Mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, xin được kính gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ, kính chào cư sĩ, kính chào Hòa Thượng, kính chào Linh Mục. Dạ, kính thưa quý khán thính giả của đài, kính thưa quý vị đại diện tinh thần quỹ tôn giáo thấm thoát đã một năm qua. Hôm nay thì đến ngày mùng 10 tháng Giêng của dương lịch, còn khoảng gần tháng nữa thì sẽ đến Tết năm mới Giáp Thìn của âm lịch. Trong một năm qua thì mọi người đều cảm nhận được từ tháng Giêng cho tới tháng 12 trong cái cuộc sống có những cái sự thăng trầm. Trong những sự thăng trầm đó, nó có về thân, nó có về tâm, rồi đó là đối với quý vị lãnh đạo tinh thần quý tôn giáo. Còn về cái sự sinh hoạt hàng ngày của gia đình thì có buồn vui lẫn lộn, rồi có công việc làm và đôi khi bị mất công việc làm, rồi nhiều cái ảnh hưởng khác xấu và tốt trong cái thế giới vật chất và trong những cái đất nước Hoa Kỳ về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa và ảnh hưởng cho tới đời sống của thành phố của chúng ta. Trong một năm qua, chắc hẳn ngoài cái thiên tai, lũ lụt rồi nhân quả ra, còn nhiều cái vấn đề khác mà gây cái sự tổn thương hoặc là làm cho chúng ta suy tư rất là nhiều. Tuy nhiên cũng có những cái tích cực mà giúp cho chúng ta cảm nhận được rằng điều đó tốt và chúng ta làm sao để dung bồi lên cho tốt đẹp hơn. Cũng trong những cái ý nghĩa đó thì kính mời Hòa Thượng Thích Quyền Việt, với sự nhận xét là trong năm qua đó, từ 2023 tới bây giờ đó, thì Hòa Thượng thấy có những cái điểm gì tốt và những điểm xấu dưới cái nhìn của Hòa Thượng ạ. Kính mời Hòa Thượng. Cảm ơn cư sĩ điều họp. Kính thưa Mục sư Linh Mục, kính thưa quý ngài và quý vị. Tôi ngồi nghe cư sĩ Nguyễn Dũng điều họp chương trình nói vậy, tôi nghĩ là đủ rồi, tôi khỏi phải bổ túc phải nói gì thêm. Tại vì tất cả chỉ nêu ra những cái biến động như cư sĩ vừa nói đó. Tôi có thể nói rằng tôi có đọc theo dõi tin tức thì nó là năm 2023 cái sự thiên tai, bão lụt, hạn hán, vân vân, tất cả những cái gọi là thiên tai thuộc về thiên tai đem đến cái rủi ro mất mát của con người là khoảng chừng 250 tỷ đô la. Đó là chúng ta mới nói là thiên tai không thôi đó, thì còn biết bao nhiêu những thứ khác nữa. Nhưng rõ ràng là tôn giáo đã từ ngàn xưa đã nói, và chúng ta đời nay chúng ta vẫn chưa chứng nhận chuyện đó, tức là thế giới luôn luôn biến động. Cái biến động đó theo cái dòng theo Phật giáo là cái dòng nghiệp lực của con người, của chúng sinh, là mỗi chúng ta và ban ngày hôm nay là 8 tỷ người trên mặt đất rồi. Cái cách hành xử của mình, nói, làm, suy nghĩ và tất cả những cái sự thể hiện ra bên ngoài mà khiếp đảm con người chỉ có cái bộ óc vậy đó, thân và tâm như vậy đó, mà có những sự phát minh sáng chế làm cho khiếp đảm. Chẳng hạn như chúng ta thấy cái sự phát minh của cái nylon, thì cái sự phát minh đó nó đem lại cho chúng ta thay đổi cái trạng huống sinh hoạt sống của con người rất là lớn, nhưng cũng đem lại cái sự thiệt hại khiếp đảm, cái sự thiệt hại nguy hiểm khiếp đảm cho tới ngày này, nó biết bấy nhiêu lĩnh vực không thôi. Do vậy tôn giáo đã cho chúng ta nhiều cái nhìn để vượt lên trên và nhìn xuống, giống như satellite để nhìn xuống trạng huống của con người đang sống, đang đi lại. Thưa quý ngài và quý vị. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính mời Linh Mục. Kính thưa quý ngài, thưa quý vị, trong đời chúng ta luôn luôn có sự mà thay đổi,
Và ngay cả thời tiết có lúc nóng, có lúc lạnh, nếu mà chúng ta chỉ có muốn sống mát mẻ không thôi là cũng không có đầy đủ, là nhiều khi là cũng cần phải có những cái sự mà lạnh để mà biết cảm mến cái sự mà ấm áp của những quần áo mà chúng ta có. Và trên một dòng sông là cũng có những chỗ mà sâu, chỗ cạn. Trong đời sống chúng ta cũng vậy, có những lúc vui, những lúc buồn, hoặc là đời sống lên xuống. Ngay cả khi xưa đầu năm thì là người ta than phiền là ở bên California hoặc là bên Arizona nhiều khi là bị hạn hán. Nhưng mà qua những cái trận mưa lớn hoặc vừa qua thì là về làm cho những cái nước hồ nó dâng lên trở lại bình thường, người ta cũng mừng. Chỉ có tuy là bên California đầu thì lúc người ta than phiền là bị mưa rồi quá là họ bị lụt lội. Mà giữa những lúc lụt sự mà lụt lội đó cần đến nước. Và ngay cả trong đời chúng ta nhìn trong thế giới trong năm qua cũng như những biến chuyển lớn, ví dụ như là chiến tranh hiện thời là trên 3 tháng rồi ở bên Do Thái, và hoặc là chiến tranh ở Ukraine là còn tiếp diễn không ngừng và mang lại sự mà biết bao nhiêu mà thiệt hại, đứng trước sự mà thiệt hại lớn lao, và nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy là chán nản mệt mỏi. Nhưng mà vừa lúc đó nhìn vào trong đời sống chúng ta thấy là có thể là kinh tế cứ đời sống trong gia đình được có thể là ổn định hơn, hoặc là có sự mà bình an hơn, hoặc là trong đời sống cái sự mà lo lắng chú tâm và sức khỏe được dễ dàng hơn, hoặc là được cái sự mà để ý hơn. Nên đừng có nhìn rằng là chỉ có nghĩ rằng là đây là cái sự mà khó khăn thử thách. Nhưng mà trong sách giảng viên có nói rằng là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc chết, có lúc sống. Tuy nhiên là những điều mà đó nếu mình cứ nhìn vào trong cá nhân riêng của chúng ta chỉ có sự mà tiêu cực, mình buồn phiền, mà quên là Chúa gìn giữ thêm sức để mà nâng niệm chúng ta đối với sự mà khó khăn, để mà vượt qua sự mà lúc từ mà khó khăn giống như vậy. Dạ, cảm ơn Linh Mục, cảm ơn Mục Sư. Dạ, thưa quý khán thính giả, cuộc đời của chúng ta có những cái thời kỳ hưng thịnh hay là suy đồi hay là thái hóa, và ngay cả nước Mỹ cũng vậy, đang ở trên đà đi xuống dốc vực thẳm của đạo đức. Và ngày hôm nay những gì trắng đen lẫn lộn, và người ta không còn có cái lòng kính sợ Thiên Chúa như lúc ban đầu của những người đến Hoa Kỳ này để lập quốc nữa. Và ngày hôm nay có những người còn đang kính thờ Chúa đó, thì đang cầu nguyện cho một sự phục hưng, một sự phục hưng lớn, mong vực lại những cái gì đã mất mát trong những thời gian qua mà tội lỗi cũng như thế gian đã xen vào trong đời sống tin kính Chúa của con người, và lòng của nhiều người cũng đã nguội lạnh. Và điều này cũng cho chúng ta thấy rằng những biến chuyển ở chung quanh thế giới của chúng ta, sự lập quốc của người Do Thái năm 1948, rồi những thay đổi gần đây, những cuộc chiến tranh và những thiên tai động đất đó, thì có phải nó là những cái dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần, tức là ngày tận thế hay là ngày mà Chúa Giêsu sẽ trở lại ở trên không trung để tiếp rước hội thánh của Ngài lên trên không trung, và rồi sẽ có sự đoán xét cả thế giới, và sau đó những gì xảy ra ở trong cái chương trình của Chúa chúng ta không biết. Nhưng mà điều chúng ta mỗi người cần phải cẩn trọng và chuẩn bị cho linh hồn của mình rằng sau cái chết, hay là cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, thì chúng ta đã sẵn sàng để bước vào trong cái cõi đời đời chưa. Tôi nghĩ rằng trong năm mới này chúng ta lại có những cái cơ hội để có thể làm mới lại những gì cũ kỹ, làm mới lại cái tấm lòng của mình yêu kính Chúa, hay là làm mới lại những cái nguyện ước xây dựng cái thế giới gia đình của chúng ta tốt đẹp hơn trong những ngày sắp tới. Dạ, yeah, cảm ơn Mục Sư. Kính thưa quý vị, với cái nhìn của bên chúng tôi thì nhìn từ gần đến xa, trước hết về con người và gia đình, trong năm rồi thì cũng có một số những người đã là mất đi niềm tin, và trong cái sự mất đi niềm tin đó thì nó cũng nói tới chữ mất, thì cũng một số gia đình đã mất đi những người thân, đó là cái sự xấu nhất, và mất đi những công ăn việc làm hoặc là một cái sự tổn thương nào từ trong gia đình, rồi xa hơn nữa là trong cộng đồng, và xa hơn nữa thì đất nước Hoa Kỳ rơi vào một cái tình trạng về cái an ninh và tội phạm tăng lên quá cao.
Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận thấy có một số người vẫn giữ được cái tinh thần niềm tin và hy vọng đối với đức tin của tôn giáo, và những cái gia đình thì có một nơi vài người cũng được đoàn tụ, và đồng thời công ăn việc làm vẫn giữ được, thì đó là những cái tốt. Thật ra trong cái sự vô thường không phải những người nào cũng phải bị hoại và bị không, cũng có những người được thành đạt, thì trong những cái sự thành đạt đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được là do chính mình sự tin tưởng ơn trên, và chúng ta làm tốt là một con người tốt, thế nên chúng ta được ơn trên và chính chúng ta đã giúp cho chúng ta có được đời sống tốt đẹp. Thưa Hòa Thượng, khi mà nói đến cái sự mới mẻ và đồng thời cái sự tích cực hoặc là trong cái sự tiêu cực xấu của năm rồi đó, thì thường thường đó thì người ta phải có cái sự đổi mới. Trong cái sự đổi mới đó, nó sẽ giúp cho mỗi con người, thứ nhất là về thân, tâm và cách suy nghĩ để làm sao để tốt đẹp hơn cho cái năm mới. Thì với cái nhìn của Hòa Thượng về tôn giáo, chúng ta có thể làm được gì để giúp cho người Phật tử cũng giống như những người xung quanh mà nhận xét được trong cái cách hành của tinh thần, của lời dạy của chư Phật, mà giúp cho đổi được một con người mới. Khi một con người mới đây, chúng tôi muốn nói đến là một con người hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn sau những cái phong ba, những cái khó khăn mà đã trải qua quá nhiều, chịu những cái thiệt thòi, những cái đau khổ, những tổn thương của 2023. Kính mời Hòa Thượng. Dạ, cảm ơn cư sĩ Điều Học. Kính thưa quý ngài và quý vị, khi chúng ta sống giữa đời này mà đời sống của chúng ta, mỗi con người của mình, người xưa hay nói là tai phàm mắt thịt, tức là con mắt mình cũng nhìn ở một độ, một cái cử độ nào đó thôi, lỗ tai mình nghe cũng vậy. Nhưng mà thậm chí cho tới ngày hôm nay mắt mình nhìn không ngăn ngại bởi khoảng không gian, lỗ tai cũng vậy, và qua điện thoại là chúng ta cả thế giới nó nằm trong đó, và cái thiên nhãn của cái con mắt trời của chúng ta, nếu mà nói như vậy có nghĩa là mình có thể qua cái điện thoại, qua tivi, mình thể nhìn ở chân trời của biển nào giống như trong gang tấc, thì chỉ mình rờ có đụng người kia không thôi, nhưng mà dĩ nhiên là không đụng, nhưng mà cho chúng ta gần lại với nhau. Nhưng mà tôn giáo không, tất cả những cái phát minh sáng chế bên ngoài mà cho chúng ta sống như là sống trong thế giới thần thông của người xưa, kinh điển truyền cổ gì nói, thì bây giờ chúng ta sống với cái điều kiện quá đặc biệt đi. Tuy vậy, cái quá đặc biệt đó đưa đến cái sự hạnh phúc như thế nào đó không biết, thành công như thế nào không biết, nhưng mà cái sự đe dọa nó giống như đất đổi, lật bằng tay vậy thôi, thành công cũng ngửa bằng tay, thất bại ấp lại bằng tay, nó chỉ vậy thôi. Và sống và chết, thậm chí sống và chết, mà khi mà mình đang sống và mình gọi là chết rồi thì có chuyện gì để nói nữa. Cho do nên giá trị tôn giáo cho chúng ta nhiều cái nhìn mà chúng ta giống như chúng ta có thể tự mình tính toán được cái cuộc đời của mình. Như vậy thì năm 365 ngày bắt đầu mới, mới đây chúng ta giả định là chúng ta có một năm 365 ngày cũ qua rồi, bây giờ Tết Tây, năm mới 2024, Tết ta sắp tới, Giáp Thìn, năm con rồng v.v. Nhưng tất cả cái đó đều là cái sự giả định thôi. Ngày nào cũng là ngày mới hết. Nếu chúng ta biết tận dụng cái tốt đẹp của cái ngày đó mà mình mở miệng nói cái gì, hành động cái gì, suy nghĩ cái gì, tiếp xúc với mọi người mình sẽ làm được cái gì cho cái tốt giữa mình và người, và cả hai đều tốt, cái đó mới được quan trọng. Cho nên cái mới và cái cũ đối với tôi, nó cái khái niệm chỉ là cái giả định cho nó vui vậy thôi, nhưng mà trong lòng mình có mới không vậy, cái đó là quan trọng. Yeah. Cảm ơn Hòa Thượng. Mời Linh Mục. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong đời chúng ta luôn có sự mà thay đổi, và nhiều khi là nhiều người nhìn vào trong những cái sự mà khó khăn thử thách trong đời sống của họ, họ cảm thấy chán nản, bất mãn. Tuy nhiên là quên rằng là đằng sau đó cái sự mà quan tâm hoặc là quan phòng của Chúa, giống là Chúa Giêsu chết trên thập giá, thì nhiều người nhìn vào trong đó là nó cái chết rất là đau khổ, cái gì là cực kỳ khốn khổ, nhưng mà đằng sau đó là Chúa lại dùng qua cái gì đó làm cho cái sự mà sống lại của Chúa Giêsu, làm cho lòng người chúng ta có niềm tin hơn và tin tưởng vào Chúa. Nếu chúng ta biết nhìn vào trong đời sống của mình, biết cái sự mà cải thiện, ăn năn, sám hối, và cho là luôn luôn đổi mới để mà có cuộc sống mới trong đời sống chúng ta, không phải là cái chết hoặc cái sự mà đau khổ là cái chấm dứt
là cái lời nói cuối cùng, nhưng mà đằng sau cái chết là sự mà sống lại hoặc là yêu thương của Chúa, và đằng sau sự mà cùng cực đau khổ của mình là ước gì khám phá ra điều mà tuyệt vời, đó là sự mà nâng đỡ nơi Chúa. Chúng tôi nhớ rằng là cách đây không lâu gặp một người bệnh nhân trong nhà thương. Ông đó bị bệnh nặng nhiều lần, ra vào nhà thương biết bao nhiêu lần, và đã trải qua bao nhiêu cái sự mà mổ và bị ung thư, và nhiều khi là cùng cảm thấy, ông nói là cảm thấy cùng cực chán nản, nhưng mà mỗi lần gặp ông thì là ông lại rất là vui vẻ, lạc quan, và nhiều khi ông nói rằng là cảm ơn Chúa đã cho tôi trải qua cái điều này, để mà thấy rằng là đằng sau cái sự mà đau đớn đó biết nhìn lên từ ngàn của Chúa, để mà nương tựa nơi Chúa, là tìm cái sự mà sức mạnh, cái sự mà cầu nguyện, cái sự mà quan tâm. Vì nếu mà chỉ có nhìn và tiêu cực thì là dễ dàng chán nản, nhưng mà ông nhìn cơ mình tích cực hơn, mở lòng ra, luôn luôn khám phá rằng là những người chung quanh dễ thương, dịu hiền, tìm cách nâng đỡ thêm sức ông, giúp cho ông có cái sự mà tin tưởng nơi Chúa. Nên chính được trong nội tâm nhận ra Chúa hiện diện, đi cạnh đồng hành và luôn luôn nương tựa là cái điểm tựa giúp cho ông vượt qua sự thử thách khó khăn. Dạ, cảm ơn Đức Mục. Mời Mục Sư. Dạ, 2023 đã qua thì tôi tin chắc rằng chúng ta cũng có những cái điều hối tiếc, hay là những điều lầm lỡ, những điều mà mình chưa thực hiện được, và có thể nó làm cho trong lòng mình có những cái nỗi khắc khoải hay là bâng quơ lo lắng vì những gì mình không đạt được hay là chưa đạt được. Và chắc chắn cũng có những lời nói, những cái lời ăn tiếng nói hay là những cái việc làm gì đó mà mình, nếu mà suy nghĩ lại thì mình buồn và hay là hổ thẹn, hay là đối với Thiên Chúa, tức là mình đã không làm vui lòng Chúa, hay là đã làm khổ người khác chẳng hạn. Thì tất cả những cái điều đó đó, tôi tin chắc rằng lời của Chúa ban cho chúng ta trong năm mới này đó là: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Tức là ở trong Chúa, Ngài có quyền năng để tha thứ tội lỗi của chúng ta. Và nếu chúng ta đến với Ngài và ăn năn, tức là ăn năn là sửa sai lại, làm mới lại cái lời hứa nguyện của mình để có một năm mới tốt đẹp hơn, không phải bởi sức riêng của mình, nhưng mà nhờ cậy sức của Thiên Chúa giúp đỡ, để chúng ta có thể nói những lời nói khích lệ, gây dựng như người khác, hay là có những việc làm nào đó rất là cụ thể, thực tế, giúp đỡ những người chung quanh, những người homeless, những người có những nhu cần, hay là ngay cả mình thấy nói là đối với những người rất là thân kế bên chúng ta, hãy bày tỏ cái tình thương yêu đó đối với cha mẹ, hay là con cái, vợ chồng, anh em, những người rất là gần gũi với chúng ta. Làm sao chúng ta phải sống cho nó có tình, có nghĩa, có đạo đức, và mình sống trong sự kính nhường hay là yêu thương. Và không phải là mình tài giỏi hơn người khác, nhưng mà vì mình là con người, hay là cái bản chất của mình là vậy, nó phải tốt. Và tốt là vì mình nối liền hay là gắn kết với Thiên Chúa, và Chúa ban cho mình cái sức để mình làm được những điều tốt đó trong năm mới này, để đem lại cái niềm vui, cái phước hạnh cho những người ở chung quanh. Dạ, cảm ơn Mục Sư. Kính thưa quý vị, trong những năm mới thì cái không khí hoa nở, rồi nhiều cái hình tượng bên ngoài nó tạo ra một cái sức sống. Chúng tôi nghĩ rằng trong cái năm 2023 đó, về phương diện cá nhân, đôi khi chúng ta vướng phải những cái lục dục thất tình, rồi tham sân si, và từ đó mà chúng ta phải làm sao gột rửa thân tâm. Về phương diện thân thì chúng ta có thể làm sao để tốt đẹp, giữ như tập thể dục, hoặc là làm những cái công việc mà chúng ta giúp cho thân thể chúng ta được cường tráng tốt đẹp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi thấy một điều nữa, đó là thí dụ như trong năm 2023 chúng ta ít có cái nụ cười, thì trong 2024 đổi mới, chúng ta có cái nụ cười chân thật, tốt hơn, bớt đi những cái nét mặt u buồn, cao có. Vì tất cả những cái đó là nó như là một cái gương mà bị bụi che lại. Thế nên năm 2024 này chúng ta nên có một cái gì để mà lau cái gương đó để trong và sáng hơn. Thì đó là những cái mà sẽ giúp cho mình cảm nhận được là đối diện với những người thân trong gia đình. Trong 2023 chúng ta có những cái
thắc mắc, ưu tư và đôi khi những cái buồn giận với những người thân, làm cho cái sự quan hệ giữa vợ chồng, con cái, anh chị em không gần được. Thì năm 2014 chúng ta nên đổi mới, đó là cái đổi mới tốt đẹp. Và đồng thời cái đổi mới mà cho mình là đi gần với lại đức tin của tôn giáo, tùy theo mỗi tôn giáo. Chúng ta năng đi chùa, nhà thờ hoặc thánh thất, hoặc là những cái nơi mà mang cái đời sống tâm linh cho chúng ta được tốt đẹp hơn. Và bên cạnh đó thì sau khi nghe những lời của chư Phật, của Đức Chúa, của Đức Thầy, thì chúng ta mang những cái lời lành lẽ thiện đó đi vào trong cuộc sống, thực hành bằng cái tâm tư, nguyện vọng, tình cảm. Rồi chính những cái chỗ đó nó sẽ giúp cho chúng ta được có sự bình an trong cái niềm tin và hy vọng. Chúng ta sẽ cảm nhận được là cái sự an lạc, cảm nhận được cái sự quan hệ tốt, tin những cái lời của các bậc giác ngộ đã dạy chúng ta trong cái cuộc sống hàng ngày. Và thưa quý vị, một cái mới nữa thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái mà mỗi người chúng ta phải nhận ra chính mình. Đôi khi chúng ta trên cái đôi chân của chúng ta đi trên 12 tháng, đôi khi chúng ta quên mình là ai. Thế nên chúng ta nhìn lại mình để thấy ở mình có những điểm gì để chúng ta có thể làm được cái mới. Mà cái mới này để trong cái tinh thần là chân thiện mỹ. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại được mình trong năm qua, để năm 2014, để cái bước đi của mình đó vững hơn, đẹp hơn, rồi tốt hơn, thì như vậy đó, cứ mỗi một năm chúng ta càng tiến gần tới cái lời của các bậc giác ngộ đã dạy, để chúng ta đi trên cái một con đường của chỗ một con người, và chính cái con người đó sẽ giúp cho chúng ta được hoàn thiện tốt đẹp. Xin quý vị vẫn giữ trên màn hình, chương trình chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.